không không Việt Anh trên lưới, không còn là ở phía sau nữa rồi. Chắn bóng rất đẹp, bước một tốt, quá mạnh. Thủ tốt, trận đấu mở màn của họ. Đây đã là trận đấu thứ 3 của Minh Hòa rồi. Ban tổ chức, trận đấu thì vẫn diễn ra bình thường. Một pha phối hợp rất nhanh. Chào mừng cả nhà trở lại với nhà thi đấu nông trường cao su Trần Văn Luân. Đây là trận đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 9 tây tháng 8 năm 2022. Phía gần màn hình là nông trường cao su Minh Hòa. Phía xa là phòng thanh tra bảo vệ, đương kim vô địch của giải này. Ở trận đấu thứ nhất, Minh Hòa phát bóng trước. Không không Việt Anh quá mạnh, điểm thanh tra bảo vệ 1-0. Chuyền hai số 10 bên thanh tra bảo vệ vừa phát bóng ngoài, điểm Minh Hòa 1-0. Mồi ra bành lên, vẫn chưa được, quá dễ dàng. Điểm thanh tra bảo vệ 2-1. Bước một tốt, quá mạnh. Điểm Minh Hòa 2-2. Thủ tốt, quýnh có 3m2 à. Điểm cho thanh tra bảo vệ 3-2. Việt Anh đã xuống hàng dưới rồi. Ba đều. Bạn xử lý quá khôn khéo. Khi đối đầu với hai trắng rất cao. Ba đều. Bốn trăm. 4-3 cho Minh Hòa. Và phản công không qua lưới các bạn. Điểm thanh tra bảo vệ 4-0.
tập 4 ngoài, 5-4. Quá đẹp. Một pha đánh bóng chạm vào đầu trắng của Thạch Văn Ngô luôn. Điểm bên ngoài 5 đều. Quá cao. Điểm tài chính Thanh Tra bảo vệ 6-5. Ghê chưa? Điểm Minh Hòa 6 điều. Chuyện khiếu kiện đó là chuyện của ban tổ chức. Trận đấu thì vẫn diễn ra bình thường. Một pha phối hợp rất nhanh, quá đẹp. Điểm Thanh Tra bảo vệ 7-6. 7-6. Điểm Thanh Tra quá cao. Điểm Thanh Tra bảo vệ 9-7. Điểm Thanh Tra bảo vệ 17. Điểm Minh Hòa 80. Đập bóng không qua lưới 90. Minh Hòa thi đấu rất là nhiệt tình. Đây đã là trận đấu thứ 3 của Minh Hòa rồi. Một pha đánh vào nách trắng rất hay. Điểm cho Thanh Tra bảo vệ 11-9. Bước một quá êm. Đập bóng ngoài. Điểm Minh Hòa 10-12. Trong đội hình của Minh Hòa không có bất cứ một idol nào, nhưng rất đồng đều và chỉ có 6 vận động viên mà thôi. 7 vận động viên xin lỗi anh em, có thêm cả libero nữa là 7 vận động viên. Điểm Thanh Tra bảo vệ 13-10. Ở trận đấu đầu tiên khi không có Thạch mà chỉ có một mình Việt Anh thôi, Thanh Tra bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu mở màn của họ. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì tất cả mọi thứ đang nghiêng về cho Thanh Tra bảo vệ. Minh Hòa 11-13. Một pha né trắng quá hay của Thạch. Điểm Thanh Tra bảo vệ 14-11. Cơ hội cho Minh Hòa. Bóng bật lại ngay đầu của chú Hòa luôn. Điểm Thanh Tra bảo vệ 15-11. À.
bằng. Điểm Minh Hòa 12-15. Và tấn công bước ngay. Điểm Tân Trào Bảo Vệ 15-13. Điểm Tân Trào Bảo Vệ 16-13. Đã đánh bóng ngoài 14-16. Một pha đánh giả chồng rất giống phong cách của Bình và Tạp của xứ nghiệp chế biến. Điểm Tân Trào Bảo Vệ 17-14. Lúng cái sân. Điểm Tân Trào Bảo Vệ 18-14. Khi có Thạch nữa thì Việt Anh rất thoải mái ở trên lưới, không còn là ở phía sau nữa rồi. Chẳng bóng rất đẹp. Điểm Minh Hòa 15-18. Cả hai đội đều chưa hợp ý trong trận đấu đầu tiên này, mặc dù đã thi đấu 33 điểm rồi. Đây là đánh nhanh. Điểm Tân Trào Bảo Vệ 19-15. Phòng thủ quá đẹp. Tiếp tục là điểm cho Thanh Trào Bảo Vệ 20-15. Bữa nay Thanh An gặp ai em? Long Tân thầy. À Long Tân hả? Long Tân của Đức. Chờ hôm nay trận hay không thầy? Một pha chắn bóng rụng ngay chân luôn. Điểm Tân Trào Bảo Vệ 22-15. À đẹp. Đẹp à Linh. Đẹp à Linh nè. Điểm Tân Trào Bảo Vệ 23-15. Đội đỏ. Bóng ngoài 24-15. Chính xét vòi cho Tân Trào Bảo Vệ. Điểm Minh Hòa 16-24. Lưới Việt Anh. Điểm Minh Hòa 17-24. Kết thúc trận đấu thứ nhất.
Thanh Tra Bảo Vệ giành chiến thắng 25-18, tạm thời dẫn trước 1-0. Chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút để trở lại với set đấu thứ hai của trận đấu này. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Thế hay like, subscribe, ủng hộ thầy Vlog bóng chuyền động lại.